Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguy cơ Trung Quốc có thể sử dụng kinh đào Phụ Nam cho mục đích quân sự. Ngày 26 tháng 4, BBC có bài Kinh đào Phụ Nam Techno có thể cho tàu quân sự Trung Quốc tiến vào. BBC đề cập đến bài báo dự án kinh đào Phụ Nam Techno lợi ích và hệ lụy của hai tác giả Nguyễn Đình Thiện và Hoàng Thanh Minh trên tạp chí Phương Đông thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. Bài viết nêu vấn đề, nhiều chuyên gia quân sự đặt ra khả năng khi các cửa cống trên kinh đào Funan Techno đóng lại có thể tạo độ sâu cần thiết, đủ để cho tàu quân sự đi từ Vịnh Thái Lan hay từ căn cứ Jim vào sâu trong nội địa Campuchia và tiến gần về phía biên giới nước này. BBC dẫn Khmer Times cho hay, cựu thủ tướng Hun Sen đáp trả gay gắt nhận định này. Con trai ông là thủ tướng Hun Manit cũng đã trấn an rằng kênh đào Phụ Nam Techno quá cạn, tàu chiến không lưu thông được. BBC dẫn lời ông Thomas Sugat, cựu sĩ quan hải quân Mỹ, nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm An ninh Tân Hoa Kỳ, nói rằng Xét về mặt kỹ thuật, thì độ sâu 5,4 m của kênh Phụ Nam Techno đủ cho tàu chiến cỡ nhỏ của Trung Quốc như tàu hộ tống Thai 056A và khinh hạm Thai 054A. Tuy nhiên, ông cho rằng loại tàu nhỏ sẽ bị giới hạn về sự linh hoạt, khả năng hợp lý hơn và sử dụng kênh đào này để đưa bộ binh cùng với các khí tài tiến vào đất liền. BBC dẫn liệt kê của đại tá Carl Chester, người có 25 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, chuyên viên phân tích về Hải quân Trung Quốc, về các loại tàu Trung Quốc có thể di chuyển trên kinh đào Phù Nam. Và đây là hình một số loại tàu chiến Trung Quốc có thể đi vào kênh Phù Nam. Bên cạnh đó, BBC dẫn chỉ trích của ông Tom Mann David, một nhà nghiên cứu địa chính trị tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách Công từ Đại học Hoàng gia Plumburn, trả lời trên Comment Time cho rằng chuyển phát triển kênh đào Phù Nam Techno hoàn toàn là vấn đề nội bộ và chủ quyền của Campuchia. Điều 53 Hiến pháp Campuchia cấm cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Campuchia. Theo BBC, ông Sonaro, đại diện thủ tướng phụ trách vấn đề Esan của Campuchia, và ông Kinh Phi, tổng giám đốc Viện quan hệ quốc tế của Campuchia cho rằng Campuchia không có nghĩa vụ pháp lý nộp bất kỳ tài liệu nào cho chính phủ Việt Nam về các nghiên cứu và xây dựng kênh đào Phù Nam Techno. Trong khi đó, Campuchia dường như đang huy động sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực dành cho siêu dự án này, và mới nhất là Lào trong chuyến thăm của ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Và đây là hình bản đồ kênh Phù Nam. Vẫn theo BBC, tác động tiềm tàng của kênh đạo Phù Nam Techno đối với dòng chảy của sông Mekong, từ đó ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 21 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng lẫn chuyên gia tại Việt Nam. BBC dẫn phát biểu của ông Đoàn Khắc Việt, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Phụ Nam Techno. BBC cũng dẫn tính toán của tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp, cố vấn khoa học cho Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu tại Đại học Cần Thơ cho thấy vào mùa khô, sau khi có kênh Phụ Nam Techno, thì nước trên sông Tiền và sông Hậu về đến đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm hơn 50%. Những năm khô hạn như năm 2024, sự thiếu hụt sẽ tăng trầm trọng hơn. Đây là điều đáng suy nghĩ cho tương lai dòng chảy trên sông Hậu mùa khô, chứ không thể xem là không đáng kể. Chắc chắn là với sự suy giảm theo ước tính như thế này, thì khả năng xâm nhập mặn sâu hơn có thể ảnh hưởng trên một nửa diện tích canh tác vùng châu thổ trong tương lai vào mùa khô và trong các giai đoạn triều cực. BBC cho biết thêm, Campuchia vẫn quyết tâm động thổ dự án trong quý 4 năm nay vì sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nguy cơ Trung Quốc có thể sử dụng kênh đào Phụ Nam cho mục đích quân sự. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việc ông Huệ ra đi cho thấy chính trường Việt Nam mâu thuẫn và xung đột gây gắt. Ngày 27 tháng 4, VOA Tiếng Việt có bài, giới quan sát, Vương Đình Huệ từ chức cho thấy dấu hiệu khủng hoảng chính trị thường tầng. Liên quan đến sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, VOA dẫn nhận định của ông Dương Quốc Chính, một nhà quan sát tình hình chính trị ở Hà Nội cho rằng, việc ông Huệ từ chức cũng không quá bất ngờ vì người ta cũng đồng đoán mấy ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên, ông Chính nhận định rằng, ông Huệ là người khá kính tiếng, nên khá nhiều người bất ngờ về những mối quan hệ làm ăn của ông sau vụ trợ lý Phạm Thái Hà của ông bị bắt. VOA dẫn lời một cư dân sống ở đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ rằng Việc này cũng không có gì ngạc nhiên, tôi nghĩ mấy ổng không thống nhất nhau nên loại nhau là chuyện bình thường. Người này nói thêm rằng, lãnh đạo ở cặp địa phương cũng đấu đá như vậy, nhưng không nêu rõ bằng chứng. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho hay, giới quan sát cho rằng, việc từ chức này không ảnh hưởng lắm đối với các vấn đề chính sách trước mắt, nhưng đó là một tình trạng hỗn loạn chính trị thượng tầng gây sốc cho người dân trong nước và cộng đồng quốc tế, vì Việt Nam vốn là một quốc gia luôn tự hào về sự ổn định chính trị. Theo đó, hãng tin IP ngày 26 tháng 4 dẫn lời nhà quan sát Nguyễn Khắc Giang thuộc Viện SIC Europe ISAC ở Singapore nhận định việc từ chức của ông Huệ cho thấy sự bất ổn cực độ trong một môi trường chính trị thường được ca ngợi về sự ổn định khi ba nhà lãnh đạo hàng đầu đã bị mất chức chỉ trong một năm qua. Vì cũng cho biết, một cuộc khảo sát với hơn 650 lãnh đạo doanh nghiệp do phòng thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện và công bố vào tháng 3 cho thấy các công ty nước ngoài quyết định đến làm ăn ở Việt Nam chủ yếu vì sự ổn định chính trị. Nhà phân tích Nguyễn Khắc Giang nhận xét rằng ông Huệ từng được coi là người có khả năng kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói, sự sụp đổ của ông ấy sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tìm nhân vật kế nhiệm ở Việt Nam. Và đây là hình ông Vương Đình Huệ VOA nhận xét, tương tự như những vụ từ chức trước đây, các trang báo Việt Nam ngày 26 tháng 4 không nói rằng ông Huệ có dính líu đến tham nhũng, nhưng đồng loạt dẫn tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phán xét rằng ông Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm người đứng đầu. Những vi phạm khi... những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông, Thông cáo của Ủy ban này viết. Nhận xét về báo chí Việt Nam, ông Dương Quốc Chính cho rằng, khi nói về những sân sau này, báo chí chính thống Việt Nam rất nhạy cảm, họ chỉ dám đăng những tin mà bộ công an cung cấp chứ không như phương Tây. Họ có kênh điều tra hoàn toàn độc lập với công an và pháp lý. Báo chí Việt Nam gần như 100% phải bắt buộc đăng tin do bộ công an cung cấp. Ông Chính chia sẻ rằng, ông biết nhiều nhà báo có một số thông tin khá nhạy cảm, nhưng họ không được phép đăng. Như vậy, hầu như Việt Nam phải dựa vào những thông tin phi chính thống. VOA cũng dẫn Facebook của luật sư Lê Quốc Quân ở Mỹ viết rằng, chưa bao giờ chính trường Việt Nam mâu thuẫn căng thẳng và xung đột gây gắt như bây giờ. Cũng chưa bao giờ báo chí bị bịch kính thông tin, nhân dân chỉ biết đứng ngoài, xem vị chủ tịch của cơ quan quyền lực cao nhất bị hạ bệ một cách bí mật như bây giờ. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi vào lịch sử như một lực lượng chiếm đóng trong một giai đoạn trên đất nước Việt Nam nơi người dân và cả các đảng viên cấp dưới hoàn toàn không biết và không được tham gia vào công cuộc quản trị đất nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việc ông Huệ ra đi cho thấy chính trường Việt Nam mâu thuẫn và xung đột gây gắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thầm Báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới